Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 52. Hỡi Si-ôn hãy thức dậy mặc lấy sức mạnh ngươi. Hỡi Giê-ru-sa-lem là thành thánh, hãy mặc lấy áo đẹp. Vì rày về sau, kẻ không chịu phép cắt bì và kẻ ô uế sẽ không vào nơi ngươi nữa. Hỡi Giê-ru-sa-lem hãy trỗi dậy, vũ bụi bặm đi và ngồi lên. Hỡi con gái Si-ôn là kẻ phu tù, hãy cởi trói nơi cổ ngươi. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi đã bị bán nhưng không, cũng sẽ được chuộc lại chẳng bằng tiền bạc. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: xưa kia dân ta xuống Ai Cập đặng trú ngụ, song người Assyri vô cớ mà hà hiếp nó. Đức Giê-hô-va phán: bây giờ ta làm gì đây, vì dân ta đã vô cớ bị đày đi? Đức Giê-hô-va phán: những kẻ cai trị nó cất tiếng vang la cả ngày, nói phạm đến danh ta không thôi. Vậy nên dân ta sẽ biết danh ta. Thật trong ngày đó nó sẽ biết rằng chính ta là đấng phán rằng: này ta đây. Những kẻ đem tin tốt rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là giường nào. Tiếng những kẻ canh của ngươi, họ cất tiếng cùng nhau hát sướng, vì họ sẽ thấy mắt đối mắt khi Đức Giê-hô-va trở về Si-ôn. Hỡi những nơi hoang vu của Giê-ru-sa-lem, hãy trỗi giọng hát mừng chung rập, vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, đã chuộc lại Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va đã tỏ trần cánh tay thánh Ngài trước mắt mọi nước, mọi đầu cùng đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. Các ngươi hãy đi, hãy đi, đi ra khỏi đó, đừng động đến đồ ô uế, hãy ra khỏi giữa nó. Các ngươi là kẻ mang khí dụng Đức Giê-hô-va, hãy làm cho sạch mình. Và các ngươi đi ra không cần phải vội vàng, cũng không cần phải trốn tránh, vì Đức Giê-hô-va sẽ đi trước mặt các ngươi, và Đức Chúa Trời của Israel đi sau gìn giữ ngươi. Này, tôi tớ ta sẽ làm cách khôn ngoan, sẽ được tôn lên, dấy lên và rất cao trọng. Như nhiều kẻ thấy ngươi mà lấy làm lạ. Mặt mày người xài xẻ lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài xẻ hơn con trai loài người. Thì cũng vậy, người sẽ vãi rửa nhiều dân, và các vua ngậm miệng lại vì người, vì họ sẽ thấy điều chưa ai nói cho mình, và sẽ hiểu biết điều mình chưa hề nghe. Chương 53. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và xử đoán nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì có tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt?
người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu. Dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thịnh vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên, ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắc với những kẻ mạnh. Vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Chương 54. Hỡi kẻ son sẻ không sinh đẻ kia hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sinh nở, hãy hát sướng reo mừng. Vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy mở rộng nơi trại ngươi, dương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp, hãy giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc. Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả. Dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư. Đừng sợ chi, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Chớ mắc cỡ, vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu và đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mình đang quá bụa. Vì chồng ngươi, tức là đấng đã tạo thành ngươi, danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng chuộc ngươi, tức là đấng thánh của Israel, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả đất. Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng, như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị đẻ. Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. Ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng, ta sẽ thương đến ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy. Điều đó cũng như nước luộc về đời Nô-ê, như khi ta thề rằng nước luộc của Nô-ê sẽ không tràn ra trên đất nữa, thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi nữa và cũng không trách phạt ngươi. Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Hỡi ngươi đang cùng khốn, bị bão lung lay, mất sự yên ủi. Này, ta sẽ lấy đơn sa lát đá ngươi, sẽ lập nền ngươi bằng thanh ngọc. Ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường xếp ngươi, lấy san hô làm các cửa ngươi, và cả bờ cõi ngươi đều làm bằng đá quý. Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn. Ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hãi, vì nó chẳng hề đến gần ngươi. Này, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập mưu hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà sa ngã. Này, chính ta đã tạo thành người thợ rèn thổi lửa than, chế ra khí dụng để dùng. Và cũng chính ta đã tạo thành kẻ phá diệt đặng làm sự phá diệt. Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi giấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán, ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va và sự công bình bởi ta ban cho họ. Thư của Phao-lô gửi cho người Philip. Chương 1. Phao-lô và Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giê-xu Christ ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em,
thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. Và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi. Dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Jesus Christ mà chiếu mến anh em. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jesus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Thật, có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia, vì ý phe đảng xui dục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Song có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó, tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Vì tôi biết rằng, nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jesus Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này. Việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ, hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Jesus Christ. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Chương 2. Vậy, nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người.
Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tỳ, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphrodit, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Vậy tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa và tôn kính những người như vậy. Bởi ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Thư Philip chương 3. Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả, vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã có sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng có hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình,
không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được. Tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ấy không phải tôi đã vực giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho vực được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ vực lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó. Và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Chương 4. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Clement và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài.
Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, đời đời vô cùng. Amen. Hãy chào hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jesus Christ. Các anh em ở cùng tôi chào anh em. Hết thảy các thánh đồ chào anh em, nhất là về người nhà Xê-sa. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở trong lòng anh em. Thi Thiên 56. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi vì người ta muốn ăn nuốt tôi. Hằng ngày họ đánh giặc cùng tôi và hà hiếp tôi. Trọn ngày các kẻ thù nghịch tôi muốn ăn nuốt tôi. Vì những kẻ đánh giặc cùng tôi cách kiêu ngạo là nhiều thay. Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì. Người xác thịt sẽ làm chi tôi? Hằng ngày chúng nó trái ý lời tôi, các tư tưởng chúng nó đều toan hại tôi. Chúng nó nhóm nhau lại, rình rập nom dòm các bước tôi, bởi vì chúng nó muốn hại mạng sống tôi. Chúng nó sẽ nhờ sự gian ác mà được thoát khỏi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nổi giận mà đánh đổ các dân. Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi. Người đời sẽ làm chi tôi? Hỡi Đức Chúa Trời, điều tôi hứa nguyện cùng Chúa vẫn ở trên mình tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa, vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.